À, đây là những em bé bị bệnh xương thủy tinh, còn hai gọi là bệnh xương dồn, bởi vì xương gãy liên tục như vậy đó, em không thể đi đứng được. Hiện tại các em đang điều trị tại trung tâm xương thủy tinh tại làng Cá Sấu Hoa Cà thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các em được uống cao xương thủy tinh để hỗ trợ xương trong cái việc mà giải phẫu. Ngoài ra thì các em cũng được tập vật lý trị liệu, đặc biệt là bơi lội để giúp các em là vận động. Các em bé đây thì quan trọng là cái tinh thần, các em thoải mái và lạc quan, giúp các em chống cự được với cái căn bệnh này. Là kết thúc phần uống cao xương thủy tinh. Thường là buổi sáng là uống là giờ sáng hoặc là chiều anh? Một ngày uống một lần. Em cũng uống đúng không? Đây bạn này cũng bị xương thủy tinh, cũng phải uống liều lượng để giúp cho xương cốt nó đúng cách. Anh này Minh Thiện. Cái này là mới vào hả? Mấy này vào lâu chưa? Không bơi được không? Bé này là mới vào trung tâm điều trị. Con tên gì? Chú chưa nghe rõ. Nguyễn Thành Lương hả? Thành Lương là cầu thủ nổi tiếng đúng không? Tại đây mình có bao nhiêu bé hết anh Hùng? Đây thì khoảng hai chục, nhưng mà một số bé đi đang đi học buổi sáng. Như hầu hết đây là mình cho đi học hết rồi. Đi hầu hết rồi mình cho đi học hết rồi. Tất cả khi mà khỏe được là đi học, mặc dù chưa đi được nhưng đi học thì xe chở đi. Xe chở tới tận lớp, mình bế vào lớp. Học chung với học sinh bình thường khác vậy nè. Có nhiều cháu học giỏi lắm á. Đấy, mặc dù bị bệnh nhưng mà các bé đây là đều được đi học và học cũng khá là tốt, kết quả tốt. Là học bình thường, chương trình bình thường chứ không phải là học chương trình riêng cho trẻ. Tinh thần mạnh mẽ nhiều khi còn hơn cái trẻ bình thường nữa. Đúng rồi. Tại mình huấn luyện giáo dục tâm lý mà, niềm tự hào của mỗi cá nhân. Chính nhờ cái tâm lý vững vàng vậy mới vượt qua được là cái những cái cơn đau cũng như là trong mạnh mẽ trong cuộc sống. Tâm lý cũng quyết định lớn lắm. Nếu mà một cái người bệnh mà lúc nào cũng lo âu sợ hãi thì bị tác dụng điều trị sẽ giảm đi nhiều. Còn nếu tự tin mạnh mẽ thì sẽ kết quả điều trị nó tăng lên khoảng 30%. Tâm lý nó cũng quyết định. Thứ hai nữa là hình thành tính cách để lớn lên, các bé có thể là vào đời rồi thành những con người mà có mỗi cháu thì tính cách khác nhau. Cha mẹ sinh con rồi sinh tính, cho nên mỗi cháu thì mình sẽ hướng dẫn cách khác nhau tùy theo cái tâm lý của cháu đó. Mình khuyến khích có cháu thì mình khuyến khích là phải phấn đấu vượt qua người khác, có cháu thì không có người mà cách là giúp người khác, giúp gia bé khác. Mỗi cháu có một cái tâm lý đã khác nhau, mình sẽ tùy theo từng cháu mà mình hướng dẫn. Trung tâm mình là đến nay là bao nhiêu năm rồi anh? Đến nay là được 13 năm. Mình nhớ ước chừng là khoảng mình đã điều trị được bao nhiêu bé không? Tới đây thì tới giờ này khoảng hơn 250, khoảng 270. Các cháu nào đi được về nhà hoặc là ổn định rồi đó. Không gãy xương, khi mà xương ổn định thì về nhà. Tới đây thì điều trị thường thường thì khoảng 3-6 tháng thì có thể phục hồi được, thì gia đình đem về nhà điều trị tiếp, điều trị ngoại trú. Thế đây có một số bạn giống như là trước đây cũng là đến để điều trị, sau đó thành nhân viên của mình luôn hả? Đúng rồi. Thì các cháu điều trị xong rồi có thể đi học. Ở đây vừa điều trị vừa đi học, học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên tới cao đẳng.
Đó, học cao đẳng, có cháu tốt nghiệp cao đẳng IT, cao đẳng dược chẳng hạn, thì các cháu mà một số cháu thì sau khi lớn lên học xong rồi thì lại mong muốn ở đây để mà vừa làm việc và phục vụ lại cho các bạn nhỏ, là giúp đỡ trở ngược lại. Đúng rồi, bởi vì các cháu là đã từng mình trải nghiệm qua rồi mà, thành ra sẽ giúp đỡ rất là có tình thương, đúng cái tâm lý mà ở đây đào tạo nữa. Là các bé chuẩn bị đi bơi nè, đây cũng như là một cái liệu trình trong cái quá trình mà điều trị. Bơi thì giúp cho các bé vận động và xương cốt nó sẽ cứng cáp hơn. Thường thì khi ở trên bờ thì các bé có vẻ là ngại đi lại bởi vì nó đau, nhưng mà khi xuống nước thì các bé nó thành những con người khác luôn. Bỏ bé này xuống nước nè. Lạnh rồi con, chưa quen nước đúng không? Đây là con bé nè. Chính cái sự vận động dưới nước này giúp các bé khỏe hơn, bớt đau. Anh ơi, không có nhập mà anh. Sao? Bé này nè nè. Lớn chắc các bạn mắc cỡ hả? Nhưng mà trong mấy bé siêu tinh này thì phải vận động, mà trên bờ đó thì nó dễ va chạm, có thể dễ bị gãy. Thì đó mình mới nghĩ ra là cái cách bơi. Cái cách chạy bơi thì đầu tiên thì mới thì các cháu bơi thấp thấp thôi. Sau đó có cái anh tình nguyện viên anh tới, anh dạy bơi. Thì anh dạy bơi rất hay, mà hiện nay mình đang nghiên cứu để làm để tạo thành những cái video đó để phổ biến trên YouTube đó. Hướng dẫn ông dạy bơi, ông không dạy bơi, ông dạy nổi. Thì sau khi các cháu một miếng theo bình thường ông dạy chừng 2 ngày là biết bơi rồi. Không lý thuyết gì hết, còn các cháu không thậm chí tay chân công mà không đi được mà anh dạy cũng bơi được. Đó là anh đi không được nhưng bơi là siêu luôn. Và coi như ông tên là Nguyễn Ngọc Vân. Cái phần là anh của Tuyên Thành, ổng dạy hay lắm, ổng hỏi ổng sao ổng biết kẹo nó không biết nữa, ổng tự nghĩ ra. Đây nè, đó, các bé đang chuẩn bị là xuống hồ bơi đúng không? Không dạy bơi, cái nguyên tắc là không dạy bơi mà dạy nổi, khi các cái nổi được tự nổi là tự bơi, thì nó sẽ bơi theo cách của nó. Trẻ đây là không cần phải bơi, kỹ thuật bơi bướm bơi ếch cũng sao là bơi vận động thôi đúng không? Bắt bơi ếch bơi đồ cũng bơi không được, bởi vì cái cấu tạo cơ thể vậy thì cũng đâu. Nếu mà dạy bơi bướm bơi ếch thì sợ các cháu sẽ không hiểu hết. Là vừa tầm gọi là những vận động viên đặc biệt đây. Mỗi bé sẽ bơi một kiểu thôi, sao là vận động sao để mà hỗ trợ trong việc điều trị. Khi mà bơi như vậy thì lúc đó cái phổi phải độ hô hấp nó sẽ tăng lên, thành ra là cái trao đổi chất trong người nó cũng tăng tốt rất là nhiều. Nếu mà so với tất cả các loại vận động khác thì bơi lội là cũng như hoạt động toàn thân đúng không? Là toàn thân luôn, kể cả phổi cũng hô hấp luôn. Nhưng mà các bé đây là tinh thần rất là thoải mái, vui vẻ, mặc dù là rất là đau. Và chính cái sự mạnh mẽ đó là giúp các bé vượt qua những cái sợ hãi, những cơn đau và mạnh mẽ hơn. Tâm lý là rất là quan trọng trong cái việc điều trị bé siêu vi sinh. Đó cũng là tới đây thấy cái bé thì mình cũng thấy là có tinh thần lạc quan ấy, cuộc sống nó bớt đi những cái ưu phiền. Em bé nhỏ bé mà bị bệnh siêu vi sinh, một con bệnh ngặt nghèo như vậy mà các bé vẫn là rất lạc quan và luôn nỗ lực trong cuộc sống để trở thành những con người có ích. Chị này là mẹ của một bé trong đây, bé Thành Lương hồi nãy là chăm con rồi sẵn là cũng giống như là ngó chừng mấy bạn khác luôn đúng không? Dạ, cảm ơn. Thành Lương.
À Lào Cai luôn hả? Vào đây. Ở Lào Cai. Đưa con vào đây lâu chưa chị? À nhớ hả? À, đưa vào đây rồi mình sẵn rồi mình trông cháu rồi mình ở đây luôn. À Lào Cai luôn hả? Vào đây. Ở Lào Cai. Đưa con vào đây lâu chưa chị? À nhớ hả? À, đưa vào đây rồi mình sẵn rồi mình trông cháu rồi mình ở đây luôn. Chăm cho cháu nó khỏe, hai chân khỏe. Sau khi mổ xong chị thấy sao? Khi mổ thì nó cũng khỏe nhanh hơn, bởi vì trước bó bột là cháu không có ngồi lên được và bó lên tận trên ngực đó. Cháu chỉ nằm suốt mấy tháng trời. Mình nghe thông tin đến đâu mình đưa bé vô đây? Trên mạng. Em thấy trung tâm đây có gọi điện vào hỏi. Và tháng năm thì có đưa cháu vào đây tìm hiểu. Xong là cháu nghỉ chơi ngã gãy hai chân là đưa vào đây để mổ và được. Bé này bao nhiêu tuổi chị? Cháu năm nay 6 tuổi. Trước đây thì bé từ nhỏ lớn là bé bị bệnh, bé đau nhiều không? Lần thứ 5. À, gãy 5 lần. Nhưng mà lần này gãy 2 chân. Có gãy nhiều cái xương nó căng. Nhưng mình vào đây thì chi phí đi lại điều trị thì có tốn kém nhiều không chị? Chi phí đi lại thì cũng xa xôi cũng có tốn kém. Còn vào đây là chi phí mổ là trung tâm có hỗ trợ mình. Trung tâm hỗ trợ chi phí mổ là mình không phải lo. Còn ăn ở đây thì mình cũng đóng tiền không? Ở của bé là trung tâm lo. À, là trung tâm lo mổ và chi phí ăn ở đây. À, còn mình chỉ lo cái chi phí đi lại thôi. Dự kiến là chừng nào mình về lại quê chị? Em cho cháu đi được rồi em về. Cháu tiếp tục học ở quê. À. Ở đây là cháu có đi học không? Vừa đăng ký học thì bị gãy chân á. À. Không có đi được. À, nếu ở lâu dài đây thì vẫn ở đây vẫn hỗ trợ đi học đúng không? Vâng. À, cảm ơn chị nhiều.